Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. 3 thực phẩm chứa nhiều chì mà người Việt vẫn ăn hàng ngày. Nhiễm độc chì vô cùng nguy hiểm, chúng sẽ hủy hoại vĩnh viễn một số cơ quan chức năng trong cơ thể như gan, thận, hệ tiêu hóa, não và tổn thương thần kinh ngoại vi, giảm chức năng não bộ mà không thể hồi phục. Để có một cơ thể khỏe mạnh, bạn cần chú ý đến thực phẩm ăn hàng ngày và cần tránh 3 thực phẩm có chứa nhiều chì dưới đây để không ảnh hưởng đến sức khỏe. 1. Rau muống. Đây là loại rau rất quen thuộc và thường xuyên có mặt trong bữa ăn của các gia đình người Việt. Tuy nhiên, nó có nguy cơ gây ra ngộ độc thực phẩm cao vì dễ bị nhiễm độc từ nguồn nước, từ thuốc trừ sâu, thuốc kích thích. Phụ nữ mang thai ăn phải rau muống nhiễm chì có thể làm tăng nguy cơ dị tật thai nhi kém phát triển. Trẻ nhỏ ăn rau muống nhiễm chì có thể gây ra các biểu hiện cấp tính như ngộ độc, nôn mửa, co giật. Ngoài ra, trường hợp tiêu thụ rau muống nhiễm chì có thể gây ra nhiễm độc mãn tính. Tình trạng này rất khó phát hiện. Nó gây ảnh hưởng đến trí não, khiến trẻ không thông minh, chậm lớn và thiếu máu. 2. Ngao, chai, ốc, hến. Trong một khảo sát gần đây, các nhà nghiên cứu đã lấy 240 mẫu thủy sản gồm cá chim, cá trôi, cá chấm, cá mè, chai, cua, ốc, rô phi lấy từ 16 hồ trên địa bàn để kiểm tra. Kết quả phát hiện ra hầu hết các loại sinh vật này đều nhiễm chì, thủy ngân, arsenic, niken và chrome. Thực phẩm gói bằng giấy báo, giấy in. Một số người có thói quen bọc thực phẩm bằng các loại giấy báo, giấy in. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng mực để in báo có độ bám dính cao và chứa nhiều chất độc như PCBs, ethanol, toluene, chì. Bên cạnh đó, giấy báo còn có chứa các chất tổng hợp và tạp chất. Dùng giấy báo để gói thực phẩm, đặc biệt là những món chiên rán nhiều dầu mỡ, đồ ăn nóng, sẽ làm tăng nguy cơ phơi nhiễm chì. Do đó, chúng ta cần sử dụng giấy báo, giấy in để gói thực phẩm. Trên đây thì Cẩm Nang Số vừa chia sẻ cho các bạn về 3 thực phẩm có chứa nhiều chì. Vì vậy, để đảm bảo cho sức khỏe của mình và người thân, bạn nên chú ý sử dụng chúng trong các bữa cơm gia đình. Cẩm Nang Số xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like video này, đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!